Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều yếu tố biến động của thị trường sau đại dịch COVID-19, nhưng Ban Chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho thấy, năm 2022, các đơn vị địa phương đã tổ chức thành công nhiều chương trình hội chợ tuần hàng Việt, điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam, đưa các sản phẩm hàng hóa dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến người tiêu dùng theo tinh thần của chỉ thị số 03 CTTU của Ban Bí thư Trung ương, từ đó giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận hàng hóa nội địa chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý, trở thành điểm nhấn trong thực hiện cuộc vận động. Theo Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19 và những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, nhưng cuộc vận động vẫn được triển khai rộng rãi, quán triệt sâu sắc đến tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Để tiếp tục triển khai các thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam thì phía thành phố Đà Nẵng nói chung và phía Sở Công Thương của chúng tôi nói riêng là với chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để làm sao người dân hiểu rõ được cái ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động này và từ đó có việc nhìn nhận và lựa chọn sản phẩm Việt Nam là trong tiêu dùng. Và cũng như đã trình bày lúc đó thì đầu tiên thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong cái việc nâng cao chất lượng sản phẩm rồi thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm Việt đến gần hơn đối với người tiêu dùng. Chúng tôi cũng phối hợp với lại cục quản lý thị trường, chúng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để từ đó để đặc biệt là tập trung vào các hàng giả, hàng nhái để từ đó xây dựng được hình ảnh của hàng Việt mình rất là tốt đẹp trong mắt người tiêu dùng. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cái đối tượng mà được thụ hưởng lớn nhất đó chính là doanh nghiệp nhỏ vừa. Bởi vì thực chất dùng hàng ấy thì người ta quan tâm đến chất lượng và giá cả, thương hiệu. Đây là ba cái thứ mà người tiêu dùng quan tâm. Thì giá cả, chất lượng và thương hiệu thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hơi đuối sức hơn. Nên nhờ cái ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì cái người tiêu dùng sẽ nghĩ nhiều đến hàng Việt, mà trong đó là các hàng hóa do doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất. Vai trò của cái hàng Việt Nam trong cái cơ cấu tiêu dùng của người Việt Nam thì rõ ràng là ngày một nâng cao, và trong đó cũng có cái phần góp phần quan trọng của cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhằm thúc đẩy việc triển khai cuộc vận động hiệu quả hơn nữa, tại hội nghị triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Năm 2023 thì tôi thấy rằng là có mấy cái việc mà chúng ta cần trong cái báo cáo ấy, hay đề xuất thì chúng ta cần phải bám sát hơn. Và một số các cái chỉ đạo đặc biệt, tôi thấy rằng là những chỉ đạo của Đảng thì cũng đã được đề cập rất rõ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nói rõ thêm hơn về cái ví dụ như là hai cái văn bản của cái nghị quyết 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về cái nhiệm vụ giải pháp thực hiện chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nội dung là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, là phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 9% của năm 2023. Chỉ thị 28 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì trong đó cũng đề rất rõ cái nhiệm vụ của các bộ ngành, rồi các hiệp hội, các doanh nghiệp để chúng ta thực hiện tốt cái cuộc vận động này. Bộ Công Thương đã có quyết định số 576 QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Theo đó, mục tiêu chính của kế hoạch
nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường, chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm trong sự nghiệp phát triển ngành công thương.